Mến chào các bạn, chắc các bạn cũng đã biết là hãng hàng không Việt Nam đã có chuyến bay trực tiếp từ Sài Gòn đến San Francisco của tiểu bang California. Tổng cộng thời gian bay là khoảng 13 giờ đồng hồ. Nhưng khi bay trở lại Sài Gòn từ San Francisco thì nó sẽ mất khoảng 15 giờ 48 phút. Theo như dự đoán giá vé khoảng là 1.000 đồng khứ hồi. Trên chuyến bay thì được cho ăn hai lần chính và một lần phụ. Nếu ai sau này mà đi hãng máy bay Việt Nam thì không cần dừng lại ở những nơi như Trung Quốc, Đại Hàn, Đài Loan hay là Nhật Bản như của những hãng máy bay khác. Nhưng theo ông Lê Hồng Hà, CEO của hãng bay Việt Nam nói rằng với tuyến bay đường bay mới này, hãng bay sẽ không lời trong thời gian từ 5 đến 10 năm. Nhưng vì có số lượng lớn là khoảng 24.000 học sinh Việt Nam đang du học ở Mỹ và khoảng hơn 2 triệu người Việt đang sống tại Mỹ nên nhu cầu bay giữa hai nước sẽ phát triển mạnh hơn. Bây giờ thử mình vào hãng máy bay của Việt Nam thử tìm giá coi nó có hay không cho năm sau như từ San Francisco về Sài Gòn. Thì bắt đầu từ năm sau. Về trở lại. Cuối tháng 2 năm sau. Ngay lấy bây giờ mà nếu như mà check vé cho đi năm sau, về Việt Nam năm sau thì hãng máy bay Việt Nam vẫn không có cho biết là giá khoảng bao nhiêu. Thì mình check giá của hãng Nhật Bản ANA nếu như đi từ San Francisco. Về thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu đi từ năm năm sau về trở lại cuối tháng 2, một người economy. Hãng Nhật không có thấy hiện lên. Nếu như kiểu E. Vẫn không có chuyến bay. Năm sau từ San Francisco về Sài Gòn cho chuyến bay năm sau sẽ như đi ngày 3 tây tháng 2, 3 tây tháng 1 năm 22. Và trở về 28 tây tháng 2. Wow. Thì như các bạn thấy đây thì nếu như mà đi về Sài Gòn từ San Francisco cho tháng 1 năm sau thì giá là 6.000 đồng.
Nhưng mà còn hãng của máy bay Việt Nam thì vẫn chưa biết là vẫn không cho biết là cái giá là bao nhiêu. Xin chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành. Xin chào.